Sau bằng nhập xin chào các bác, em lại tiếp tục giới thiệu các bác một cái chiếc máy hút bụi và khử khuẩn chân ga gối đệm. Đây các bác này, một con máy của Nhật Bản nội địa, còn rất mới nhá, tình trạng cực đẹp luôn. Những con máy Nhật Bản nó sản xuất phải nói là cái chất lượng đỉnh cao, thiết kế khá đẹp. Cái chiếc này có cái chiều ngang này nó vào tầm 40 phân các bạn, hai bên gạch này to khỏe, có nhiều chế độ chạy, có nút khóa trẻ em đấy, giữ đấy, giữ bắt đầu chạy con đấy. Cấp độ, các cấp độ chạy yếu hơn nữa này đấy. Cái chiếc này thì nó phải thiết kế nó quá là khủng luôn, các bác nhìn ở đây nhá. Dưới đây các bác nhìn này, em sẽ để tạm đây, sợ nó hơi xước một chút. Nhẹ, nó xước sát được phí ra. Con này các bác nhìn này, có hai quả đấm rung để làm rung cái phần ga đệm cho các cái bụi nó bay lên, và có cả quả lô quấn bụi và hút. Đặc biệt là cái đèn cực tím khử khuẩn này các bác nhìn này, nó rất là dài nhá, đèn 20 phân khử khuẩn cực tốt luôn, cực tiệt trùng chân ga gối đệm các bác luôn, tiệt trùng. Cứ ngày ngày 1-2 ngày các bác dùng hút một lần, mà các bác khử khuẩn một lần cực tốt nhá. Con này của nó điện 100V các bác, 300W nhá, để hàng Nhật nội địa, thiết kế sản xuất tại Hàn Quốc. Con máy tình trạng gần như mới luôn. Con này đặc biệt là có cả thu dây tự động luôn nhé. Thu dây nhé, bấm này, thu dây lại các bạn này. Đấy, có thu dây nhé, có khóa trẻ em này. Chiếc này rất VIP, chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Này, đây là cái túi rác. Khóa trẻ em. Chiếc này em bán là 2,2 triệu nhé. Các bác nào thích hàng VIP, các bác lấy chiếc này, rất mới luôn, đẹp. Chào các bác nhé.